Bạn dạy bom ôn ở khả điếp. Ngay đi krom ca nghe video learning. Bạn nâng trai đừng lên về bọn nâng stong đai kẻ này IFOA lên bầm bốn. Đại dương ở chung mô tha Financial Improvement. Bạn dương bọn prai tha ốp của co lành một thụ. Nhưng không nông video này cứ dương người dây về bọn nâng chùm nânh hay nâng khát. Từ lơ ca chặt thân nặng lòng vĩnh. Và ca chặt thân nặng lòng vĩnh này Financial Asset. Chúng nhóm xong rộng rất lấy bình tích bà phía bọn năng ca chất hạn làng vĩnh miền này bị mệnh ô thò cả này lục nệ và vì dô từ lơ sẽ nhà bàn và dân ở chung mô thả báo và đã phía bọn năng vì dô từ lơ đập và bóng nó rư của dân ở kia chơi lối và chỉ lồn của thó chẳng nập bê đa dương investment từ lơ bóng nó năng cô mà nó mà dưỡng cư nằm bay và mô nơi hai tha cash flow viết đây dân ở chung mô tha contractual cash flow và đồ thọ cả này dân ở cái xe lối dựa bê đọc cho nằm chân cô mà nó mà dưỡng cư nằm bay từ tù ba nơi ca prạc nông dựa bê đọc cho nằm nắng hay rùm thằng prạc đàn và dưỡng ở miên bầm nón nằm bay lụt môn dựa bê đọc cho nằm thì mình là dưỡng ở miên cô mà nó nằm bay lụt lâu nông chanh được bình thế dưỡng là hôm đó tháng ngày cũng nói biết là ao chúng ta maturity debt chứng tam song đa gần đấy cái ao dương pra tám à một thai kho và tôi một win và sân chỉ dương investment từ lâu nâng cùng non vào dương cư mình bên làm bay mô được cash flow với thì cứ dương ao cái chơi lưới và tọt máu tiết dương vô lâu nâng lụa đẹp xanh bình và vô lớn lụa đẹp xanh bình chứng anh nâng cái ao chúng ta trading và sân chia trading như này tha loan mà dưỡng dân viên lãi dân thua tam fair value through profit long term. Rồi có ai mình lại khăn tiếp bấy cứ loan dưỡng cứ đồng bay vào môn cash flow đấy còn ta dưỡng ai lựa chân vinh được không cả này chuyện lệ cả này chuyện lệ đôi chi dân thật cả lối đồng bay từ tinh rồi có vinh dụ từ lỡ capital expenditure đôi lũng nệm phí chỉ có cam và cả rộng chặt thầm mây tinh nhà kia thầm mây rồi có tinh equipment thầm mây nhưng dương có ai lựa chọn mình đá dương có ai lựa chọn mình đá rồi có lâu nâng miên credit risk cả là dương có ai lựa lâu nâng chọn nhỏ đẹp xanh bàn đài và dương cực thả lâu nâng miên ria chân lựa đẹp xanh đấy à nâng cứ dương pra tam fair value through OCI anh thầy và nhưng chân à lớn ý dương chập đa classify bình miên đây reclassify bình miên đây tha vì môn máu dương pra tam fair value dương mình là dương change business model dương change mua chi cao mà dương dương vì muốn máu dương pra tam thì sao fair value à lấy dương đô máu am thay khó mình đây tha vì muốn máu dương dương dồn lâu nâng đầm bay lụa kế à lấy dương chập đa mà dồn lâu nâng mình lụa kế thì cứ đầm bay và mô được cash flow này mà đòn và mô được cash flow mình chẳng mình là dương change vì trading máu mà contractual cash flow vinh rồi có chế vinh vì môn máu cứ dương bà tục lâu nâng đầm bay vào môn cash flow à lời đến cứ dương chập đá change business một đá dương dồn lâu nâng lụa kế vinh và tình lụa vinh dương đô phi vào môn cash flow dương màu chia vào phết cũng rùa chia vào cam thầm mấy cứ lâu nâng dương ao kịch xấy tỏ máu dương dồn lâu nâng lụa đẹp xanh vinh và chứng cá na classify bạn nâng cái ao chúng ta đi classify bạn nâng người miền gen lock gen hay nâng lock cả lại nâng nhóm làm đặc clay chấm đấy tìm mua dùng khánh tìm pi cho tôn từ lơ đi classify phần này so sánh nâng cứ apply cho tôi tới chấm mua nâng cao vì nhiều chấm mua nâng bấm nol và chấm mua nâng đập bản ta investment chấm mua nâng equity cứ chỉ tôi tới cứ dương mình ai đi classify bạn thế nâng chấm đấy dương tới chấm mùi tiết bà phía bọn nâng financial liability financial liability có dương mình ai reclassify bàn đấy và hãy để tôn từ lơ reclassify dòng rạp financial asset dương ăn ở what time prospectively mình này tha cả nà dương reclassify vía cứ mình này tha dương đô thị xa vọc về vía ở chung mơ thầm measurement vía chẳng dương ăn ở what time prospectively cứ dương ăn cơ lệch mơ với đại bàn cát lãng phía đại tất cả thì thế thì cá dân có bắt chào đấy dân chập đam thì phải chụp bắn từ nào cột nâng cứ tạo cho một thằng prospectively bạn lấy dân của thoa cả này dân bắt đầu pi amortize khó mà fair value chứng cả này dân bắt đầu pi amortize khó là sao amortize khó nhưng thua tầm lại book value vậy
dương mà thua phe vào nếu mà thua tam bài thì xa chẳng mình miên ghen miên lo cả là chẳng ghen lo nó dương đi gần này được nung một bài ca profit lo bao nhiêu và chịu hết income rồi chịu expand thôi và tôi một mình và sân chia lộng nè thì môn máu dương pra tam phe vào dương phụ đô tam à mà thay khó chẳng à phe vào dương nơi ngay đại dương đi classify nhé tôi chia đồng lấy mấy và chia đồng lấy mấy tam thì xa à mà thay khó và nếu cứ chỉ ca chạy một lấy clay mỗi dòng rạp lục nè và sân chia lộng nè miên dùng nũ cứ ai cầm mình xô ban mà xong bà cùng.